Đây là một cái cờ lê đa năng. Bây giờ Ken sẽ đặt hàng thử xem coi là cái sản phẩm này xài thực tế như thế nào nha. Đây, cái điều đầu tiên mà Ken ấn tượng là cái vỏ đựng của nó bằng vải mà khá là chắc chắn các bạn. Nó không có mềm nhũn hay là kiểu mà làm cho có đâu. Rất là cứng cáp nha. Đây, mở hộp thế thôi chứ Ken cũng mở nó ra và nghịch ngợm nó rồi. Một màu đen huyền bí. Cái màu đen này thì Ken đánh giá là nó sẽ dễ bị chày, dễ bị chóc trong quá trình mình sử dụng nha. Đầu tiên là búa. Cái này dùng để đóng đinh. Cái này chắc Ken không cần phải giới thiệu nhiều rồi. Tiếp theo là một cái lỗ cờ lê. Cờ lê này là cờ lê 12 này. Bên này là cờ lê 6 này. Trên này là một cái mỏ để nhổ đinh. Đây, mở ra này. Thì bây giờ nó biến thành cái kìm. Đó, kìm này cái mỏ của nó hơi nhỏ nha. Mình dùng để vặn kẽm hay là còn nó có cả cái lưỡi dao bên trong này. Cái lưỡi cắt. Nói dao thì không đúng, cái lưỡi cắt để mình cắt kẽm luôn. Rồi gì nữa đây? Đây, mở cái này ra, ui. Cái này là dao. Trên cái con dao này nó có cái răng cưa này. Răng cưa này chắc để cưa mấy cây gỗ nhỏ nhỏ thôi chứ Ken thấy nó bé vậy, nó ngắn quá. Đây, lưỡi dao đây. Tiếp theo, đây, mở bên này ra. Nó có một cái khợt nha, giống như mình xài bấm móng tay á. Đó, có khợt này ra. Thì đây là cái dũa này. Muốn mài dũa cái bất cứ cái gì mà các bạn muốn mài dũa thì mình dùng nó. Đây là khui bia. Nhìn không? Đâu rồi, còn một cái nữa mà. Đây, ở đây. Đây là ba cái tua vít. Cái đầu vít. Đây, đầu vít chữ thập nè. Đây là đầu vít dẹt nè. Còn đây cũng đầu vít chữ thập luôn, nhưng mà đầu này đầu nhọn, còn đầu này là cái đầu tù. Mình sẽ gắn cái đầu vít vào đây. Đây, ở trước cái đầu búa này. Đó, có 500 để hít luôn nha các bạn, không sợ rớt đâu. Sử dụng xong mình gập nó vào thôi. Rồi, gọn gàng luôn. Để xem cân nặng của nó nha. 371 gram, được gần 4 lạng các bạn. Nó cầm khá là nặng tay. Mới đầu thì Ken nghĩ là cái búa này nó sẽ mỏng manh và nó yếu nha, tại vì nó chứa khá là nhiều chức năng đa năng ở trên này. Ken nghĩ là nó sẽ yếu, nhưng mà cầm rất là chắc tay luôn, cứng cáp.
Tuy nhiên cái đầu vít này á, chỉ vặn được những cái chỗ nào mà nó không bị vướng thôi nha các bạn. Đây là chẳng hạn như kiên vặn ở trên cái chỗ cổ xe máy này á, thì nó bị vướng nè. Đó, nó bị vướng không vặn được nè. Một cái búa đầy đủ các chức năng: dao, búa, kìm, tua vít, khá là tiện. Sản phẩm này Kiên mua ở trên Shopee có giá là 280.000. Các bạn tham khảo link cái để ở dưới phần comment nha. Ok, và video này review đơn giản thế thôi. Các bạn cần Kiên review sản phẩm gì nhớ comment ở bên dưới luôn nha. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đồng hành cùng Kiên trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.